nó chỉ là một cái thành phần thiểu số nhỏ nhoi mà bất mãn việc gì đó cá nhân thôi, cái chuyện nó không quan tâm. Thẳng là thường thường người ta mà quản lý một cái xã hội, quản lý một cái xí nghiệp, quản lý một cái công trình, hay là quản lý là người ta quản lý số đông, chứ không ai quản lý từ chuyện đâu. Không lẽ giờ tao là tổng giám đốc, có thằng liền kia có chuyện gì nó bất mãn hay cái gì đó lên đó, nó mình đâu phải vì cái chỗ mà một cái cá nhân vậy mà hủy bỏ cả một công trình à, đâu có được. Thứ nhất là nó không có kiến thức, thứ hai là không có vấn đề lý lẽ, thứ ba là nó không có chính kiến, và thứ tư nữa là nó bị một cái vấn đề cá nhân. Tao nói đơn giản thôi nha, tao nói đơn giản thôi nha. Thí dụ một anh chị kia mặc dù anh về Việt Nam anh quen với một cô gái nào ở trên mạng, đại khái là vậy đi, thí dụ đi, mà khi anh về Việt Nam anh thấy một thực tế phũ phàng, cái cô gái đó không phải là của anh mà của rất là nhiều người, người nào ấy, là tự nhiên anh về anh chửi, anh đi anh tức rõ ràng. Nhưng mà thay vì anh tức cái cô gái đó không thì mình không có nói, anh có quyền chửi cô gái đó không thì mình nói không đồ, mà anh chửi cả xã hội và anh chửi luôn cái thể chế luôn, đó là một cái Đúng thành rồi phần, anh là một cái thành phần đó là thành phần ngu Sam, đúng rồi anh thu vặt, xàm Sam thu vặt đó. anh cảm ơn. Bây giờ ví dụ như bây giờ mà Mỹ nó còn đang cấm vận Việt Nam, nó còn đang chửi Việt Nam, thì các anh bưng bô cộng sản thì có thể là em Tùng lên trách được. Người Mỹ người ta chơi Việt Nam, người ta chơi Việt Nam như là hai dân tộc là một, người ta bang giao là một, người ta trắng mất đồng xu các bà, người ta bang giao Việt Nam còn tốt hơn ngày xưa, nó mất cả ngàn tỷ đô la. Thì bây giờ mình người dân mới theo chính phủ Mỹ chứ, bây giờ mình theo ai? Nó biết Mình là gì mình người đâu, dân, nó có đúng biết cái rồi. gì đâu, trời ơi khổ quá. Nó chỉ có biết rồi nói bực vài câu, nào là bơ thờ sữa cặn rồi bưng bô này kia, chỉ vậy thôi, rốt cuộc vậy thôi. Đúng Rồi tao là bây giờ tao hỏi mày lại, có thể là mày sẽ không bằng lòng với tao nhưng mà tao cứ hỏi để thấy gì. Hở ra khi mày nói là ở Việt Cộng gì đó, cộng sản ác độc với dân, hoặc là đại khái nói chung là tân tật bao nhiêu tội lỗi mày đổ đâu, thì tao hỏi mày coi, mày dẫn chứng cho tao bằng cái chuyện đó, bằng hình ảnh, bằng tư liệu, bằng nguồn gốc ở đâu ra có đó, mà cho tôi biết, mà cho tao thấy đi rõ ràng đi, rồi tao tin mày nói. Đừng nói mồm, đừng có nói là tôi nghe người ta nói, đừng có đừng đối với tao không có được, không có cái câu đó gì đó, cứ được dẫn chứng ra nguồn tài liệu hình ảnh, nơi nào có ai chụp, ký giả nào chụp, ai chụp đưa tên ra tao coi, tao ok tao bằng lòng liền. Đâu mày thử chừng nào trả lời tao được coi đó thì mới lên giờ nói chuyện với tao, trả lời không được biến mẹ đi, bởi vì cái lập luận của mày là lập luận nước miếng, mày hiểu không, không có cái giá trị của mẹ gì hết trơn rồi. Thế mà vẫn ngộ lắm, mày nó chửi càng nào thì Việt Nam mình càng phải đi. Không, bây giờ tao không có hận thù mà tao không có ôm ghét nữa, tao coi chúng nó giống như kiểu như là một cái gọi báo ngày xưa là báo thường thường gọi là đối lập. Đối lập có nghĩa là, nhưng mà thằng này cũng chưa xứng đáng đối lập nữa, là bởi vì sao, đối lập của một cái tờ báo là gì, đã là chỉnh huấn điều chỉnh lại cho nhà nước đi đúng hướng, mày hiểu tôi nói không. Thí dụ cái điều này nó hơi sai chỗ này không được thì cái người đó, nhưng mà phải có người mà làm đối lập là phải có kiến thức bao quát, phải học hàm học vị đàng hoàng, thấy cái chỗ này nó sai và yêu cầu nhà nước chứng nhận đại khái là rất kêu bằng đối lập đại khái sửa sai. Còn tụi này là không có xứng đáng, là bởi vì cái thằng này nó dốt nát, mấy thằng này có biết gì đâu rồi, chứ có biết cái gì đâu mà đối lập với đối lý, nó còn tệ hơn nữa. Còn đối Mấy đầu thì cái miễn ngày đi, mình ngoài đối đầu anh ạ, mấy cái đối ngày mình đầu ngoài đối đầu, à, đúng đối rồi đầu thì đối đầu thì không có cửa, mà không có đúng rồi. cửa, không có cửa đâu, Mỹ mà còn chạy tét gan, tụi bay là cái nghĩa địa gì mà đối đầu với là đối đích đồ tào lao đồ mệt. Tụi bay không thấy cái gương trước mắt, cái gì cũng vậy, anh làm vỡ, anh là ở anh lỡ tay làm rớt một cái ly, anh biết cái chỗ đó anh để là nó sẽ rớt. Ủa mà anh cứ tới chỗ đó mà anh làm rớt hoài đủ là bể hoài, mà cũng làm gì thôi mệt quá, nói chuyện với tụi này mệt, bởi vì tụi này nó không có kiến thức, mệt mỏi, cái gì cũng vu cáo, cái gì cũng nói này nói kia. Việt Nam mà đóng thuế con mẹ gì không đóng một đồng bạc, mà biết rõ ràng tao cái này tao có nói rồi lâu chưa, tao đã quay ở trên trên trên, trên, trên tôi lên live rồi, nhà của phía bên vợ tao là thành phố cấp 1, lương thực cấp 1 luôn à, mà chỉ có thuế mà kêu bằng thuế môn bài thôi, còn thuế thu nhập không có nữa. Ta đưa lên mạng rồi, biết nhà bán gạo mà trời ơi, mấy chục tấn gạo một ngày, bà Có đi tính ăn tụi mang, có này đi ăn cho bán không?
anh cầm quay con em này anh nó bán tạp hóa mới bán quán gạo nó có đóng thuế cho bằng nó đóng được 1 triệu 2 triệu bạc đó một đống nó đóng thuế bảng hiệu bất thuế môn bài đúng rồi thế môn bài còn ở đây ở Mỹ môn đi bài là còn ở Mỹ này là mua cục kẹo là cũng phải đóng thuế nữa lúc nào cũng phải đóng thuế qua lên chơi nó ờ chậm anh cầm rồi tí cả ok thì Hảo đâu Nam qua đâu mất tiêu không thấy lên thì ai chơi đâu Hảo Nam đâu rồi Hảo Nam nó xỉn mẹ rồi thì thấy bên Việt Nam mình là tao bên này thì cũng đưa cháu ngoại đi học bên này thì coi như cũng ngày thường thành ra cũng về thấy mở live ra mở phone ra thấy bên kia nấu bánh chưng rồi bánh tét rồi hiện giờ đứa thì karaoke làm y xèo đứa là bông mai vàng thấy nó vui quá đi. Trong khi đó bên này tôi ngồi trong góc có một bình à, phải không? Rồi ngày Đúng hôm rồi. qua thì cũng có mấy trái cam, mấy trái táo rồi thôi. Bữa nay mua đi chợ chút xíu mua bình bông. Rồi xuống chợ Việt Nam thì mua một đoàn bánh tét thôi. Hoặc là một đoàn bánh chưng lên để bàn thờ cúng thôi. Chỉ vậy đơn giản thôi chứ không có. Ở đây không có mai đào gì hết trơn. Mà không có cái chuyện gì mà được xung xa, xung xích gì trên trời. Ở đây tới Việt Nam mà những người mà ở nơi nào mà cộng đồng người Việt ít buồn lắm. Và bởi vì thường thường ở đây ai cũng đi làm cả. Hôm nay ai cũng đi làm hết đi rồi. Thậm chí ngày mai nó trùng vào ngày thứ bảy chủ nhật thì trong cái ngày weekend thì mình có thể nghỉ được còn ngoài ra mà nó nhầm ngày thứ hai thứ ba thì thua luôn họ cũng phải đi làm luôn còn trừ trường hợp khi nào họ biết cái điều đó xảy ra trước thì họ xin phép họ lấy cái việc họ họ lấy cái vacation là họ nghỉ lấy cái ngày nghỉ trong trong năm á họ apply họ ngày đó họ nghỉ thì họ vô về nhà chơi với con cháu chứ ngoài Chào anh ra em là khó trong lắm. diễn đàn nhé, chào mọi người nhé. Vai lên chơi tiếp. Chuyện toàn là mỗi lần lên gặp mấy tụi này thấy mất ghét luôn toàn nói chuyện tào lao không nói chuyện không có dẫn chứng mà không có một cái gì gọi là để mà mình nghe được Tất nhiên ở Việt Nam thì còn tham nhũng ạ. không ở đâu Việt cũng Nam vậy mà cùng em tham ạ nhũng nhiều nhưng mà à. Ở đâu nghĩa cũng như vậy cùng thế thôi giới nó vẫn còn. chứ trời Nghĩa cùng thế ơi giới vẫn còn chỉ có nó nhiều hơn ít thôi chứ chẳng nước nào hết được. ồ Rồi Du Nam nói chuyện với chào em, anh chào chào Du Du Nam Nam nhé. rồi chào Du Cảm ơn Nam Du dạ. Nam. Rồi Chào Bồ chào ở Mỹ này Chào cái Bồ tham Cầm, nhũng khủng xin khiếp chào anh luôn Du Phan. Và em xin chào các anh chị trên diễn đàn của Bồ Cầm. Thì rồi ở em nói Việt chuyện đi Nam dạ vâng, cảm ơn anh Du Phan. Ở giờ Việt này Nam là Việt thì Nam rộn ràng rồi đang bữa đúng nay mà rồi thấy có nhiều đứa nhỉ. say xỉn gần chết rồi được. Như Hạo Nam là đang xỉn gần chết rồi nó mới nói vậy được. Đừng có nói chi 3 ngày Tết rồi, cái Ngày không khí ở Việt Nam ấy là ngày 20 bắt đầu là bắt đầu nhậu nhẹt rồi, tập trung nhậu nhẹt rồi đúng bố ạ. Bởi rồi vì thế bắt đầu mà tất niên đấy, tất đúng niên rồi đầu ngày tiên 20. là cơ đầu tiên là ở xí nghiệp công trình hoặc là những cái gì họ cũng tổ chức tất niên ở ở trong cái chỗ họ làm ví dụ như thậm chí nhiều khi phụ hồ cũng có tất niên nữa được quá cái gì dưới đó là cai thầu á Đúng ông cha rồi. cai thầu đó được quá đừng nói cho cái thầu gom lại cả năm làm mệt quá thôi nhậu nhạt bụi rồi xong rồi đó là đó rồi công nhân viên chức rồi những người làm hãng cũng sẽ cũng làm hãng dài ăn đồ cũng có nói chung là tất người ta ở đâu họ cũng ăn uống cả và cái mùa này là như là cái mùa này là cái mùa những người buôn bán mà thuộc dạng dạng coi như là bán về ở dưới quê đem lên rau củ quả rất là đắt hàng đó nó cũng là một cái cách kích cầu kinh tế đó thấy có phải có người bán mới có người mua ấy đúng Đúng rồi bố. rồi Như các như bố mới các kiều bào ở nước ngoài giờ thì rất là nhớ quê hương, đúng con rồi cảm thấy là như thế, rất nhớ quê hương và nhớ cái hương vị, là cái hương vị của ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Thì con thấy là rất là nhiều người khi con mở live thì cũng muốn muốn là được nhìn thấy quê đúng hương đang rồi rộn rã đón mùa xuân và nói chung hoa là nó nở không và ngập không phải tràn. không phải bây giờ mà ngày nào cũng vậy tao có mở lên YouTube tao coi những cảnh đường phố Việt Nam ở đây nó có những người mà qua làm quay video để mà những cái thành phố này kia những cái chợ hoa
như là chợ Hoa Sa Đéc rồi thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ. Ở đây nó có, ta thích cái thằng gọi là, nó có một cái kênh gọi là ống kính đường phố, thằng đó chuyên bông sắt xe chạy vòng 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 ngoài đường phố làm clip á, rồi nó kể là ngày xưa ở đường này đường gì mở sao, ngày thế chỗ này là ngày xưa tên gì, bây giờ là tên gì đấy, nó gọi là ống kính đường phố. Tao thích thằng đó bởi vì coi thằng đó sao không nhớ chết mẹ luôn, ngày nhớ nhớ ngày chỗ nào hồi đó mình sinh sống rồi mà không, nhưng mà kỳ rồi tao đi cũng khá nhiều. Tao khác cái xe tao đi vòng vòng đi lạc đường chết mẹ, đi hỏi thăm rước được không, bởi vì nó thay đổi nhiều quá cho nên mình cũng không biết được. Ngày xưa nó lầy lội và nó lụp sụp, thì bây giờ cao tầng rồi cầu vượt rồi móng mít rồi nó lên cầu, như nó cũng là không thể nào mình nói được. Bố, ngay như con bản thân con ở Việt Nam mà bây giờ đi Sài Gòn chỉ đầu năm đi đến cuối năm đi làm đi đã khác hẳn rồi. Đúng rồi. Khác hẳn luôn, hoàn toàn rồi. Những cây cầu người ta bắt đầu làm và những cây cầu đã làm xong rồi. Và đường cũng vậy. Đường có là các cầu vượt rất là nhiều. Đúng rồi. Cho nên là phát triển và thay đổi nó cũng rất là nhanh. Con về miền Tây cũng vậy. Những năm xưa là con về miền Tây là cầu rất là nhỏ bé, mà bây giờ các cây cầu toàn cây cầu lớn. Đúng rồi. Tao thấy cao tốc. Cái cầu Bình Lợi bây giờ nó thành hai cái cầu phải không? Thành một cái cầu đi lên, một cái cầu đi xuống, nó ngược chiều nhau, cái cầu Bình Lợi phải không? Cầu gì ta? Cầu mà sơn màu đỏ đỏ đó. Cầu có đường ở Phạm Văn Đồng mới lên đi, đường đi thẳng Phạm Văn Đồng là cái cầu gì? Nói chung là mấy cái cầu đấy thì chắc chỉ có anh Hạo Nam, bởi vì con ở dưới này thì con nói chung là cũng ít á, cho nên là con cầu lắm, là con cũng không để ý đến tên cầu, tên đường đâu. Cầu Bình Lợi đúng rồi, cầu Bình Lợi. Lạ lắm lắm đối với tao, cái gì về cũng lạ lắm, mà tao khoái xách xe đi ra đường là gì đó, là bởi vì nó thay đổi một cách khủng khiếp, hiểu không? Ở trong nghe người ta nói là tôi ở Việt Nam đây, mà tôi ở đây nghe tại đây, nhưng mà khoảng vài ba tháng mà không ra đường mà không đi là đã thay đổi, và hầu như nó thay đổi từng ngày luôn, người ta đã từng nói như vậy. Đó là gì? Cái sự thay đổi để nó chứng tỏ là một cái mặt tích cực của xã hội, là đất nước đang phát triển nó mới thay đổi chứ, mà cũng không có lý sao thay đổi được. Bây giờ về Việt Nam mà kiếm cái nhà đánh, kiếm cái nhà lá à? Ồ, thấy không đó, ở tụi bay thì có hoa có lá này kia, ở này thôi miệt mệt đâu, hoa lá sắm đồ Tết đây này đấy. Chưa kịp thương đây này bố này đấy, đúng rồi đấy. Chút nữa tao phải đi chợ, thấy tụi bay đâu tao đi chợ, tao có cái gì tao mua, nhưng mà mua cũng tượng trưng thôi, ở đây tượng trưng thôi, bởi ở đây đó. Đó, cũng bánh trái cũng đúng hoa rồi. Trái năm nay thì con thay đổi không khí một tí là con không có hoa đào đấy, không có hoa mai, mà mai chắc là con sẽ đi mua một quất đấy, cây tắc á. Thấy có vẻ không khí gia đình nó có vẻ ấm cúng, mà nó có thấy nó nói rồi sáng mùng một Tết rồi bắt đầu cái lì xì cho con cháu, rồi xong rồi đi qua nhà hàng xóm chúc Tết. Rồi nó vui gì đâu, rồi qua bên đó đâu có về nữa, ấy qua một nhà là xỉn rồi, đúng không? Chiều đi qua nhà nữa xỉn tiếp rồi, đúng không? Nói chung là hầu như là cả tháng trời Tết là coi như là xỉn, ngày nào cũng xỉn hết trơn, vui lắm. Và bình thường á cái như tụi ta bên này thèm cái mùi của cái làm cái hùng vịt kho với thịt kho hùng vịt à, thì ở bên Mỹ này không phải là không có người nào có thời gian đi kho được, nhưng mà kho thì cũng không được nhiều kho ấy, nhưng mà bình thường là thèm lắm. Mà tới mùa Tết ở Việt Nam thì nhà nào cũng làm một nồi chứ, thành ra ai cũng ngán cái mùi thịt, tự nhiên ai cũng ngán. Đúng, cười thì như ở Bắc á thì là người ta có một nồi thịt kho à, thì một nồi thịt giả cày này, một nồi đông này, một nồi măng này, đấy là ở miền Bắc. Còn miền Nam mình ấy, thì có một nồi thịt kho này, một nồi gì nhỉ, ổ hoa khổ hàm, ngũ hoa, ổ hoa, khổ hoa dùng thịt đó. Mình có nồi thịt kho, ổ hoa,
đấy, bánh tét, đấy là cái hương vị Hương truyền thống, vị nói ngày chung là Tết dân đình truyền thống bây giờ, đúng rồi, truyền thống ngày Tết nhà ở con thành đây phố thôi, hướng còn dẫn. nghe nó ở ở thành phố là vậy thôi, còn nghe nó ở dưới quê vui nữa, ở ở dưới quê vui hơn, nếu mà Tết là Tết ở dưới quê mới là vui hơn ở thành phố. À, nói vậy người ta vậy, bởi vì Đúng rồi. cái truyền thống ở dưới quê họ trộn cái tình ngày làng dễ sớm, họ gắn bó keo sơn, mình không nói vấn đề Tết, Vâng. mà mình chỉ nói ngày bình thường thôi, ngày thường thôi. Mà ví dụ nhà mày mà có một cái đám giỗ thì là nguyên một cái xóm nó tới phụ hết á, là phụ mổ heo mổ bỏ, nói chung là tất tần tật làm những công chuyện như là dọn cổ giăng rạp để kia là họ làm hết, và như là một nhà có cổ là như là cả xóm ăn hết luôn một phôi buổi sớm vậy đó. Thành ra ở dưới quê là một cái đám giỗ nó rất là lớn, chứ nó rất là lớn, chứ thành ra chứ nó không phải nhỏ nhỏ. Còn ở ở thành phố thì chỉ người nào chỉ Tết nhất thì làm cổ nhỏ nhỏ thôi, chứ còn thực chất ở quê làm cổ lớn lắm. Cổ Đúng rồi. Như những ngày Tết mọi năm trước, năm nay thì còn không biết, nhưng mà mọi năm trước ấy, đường cao tốc Trung Lương ấy, là kẹt xe, riêng cái đường về lên thành phố là vắng, nhưng mà cái đường về quê rất là đông. Đấy, người đúng rồi, người dân người ta về quê thấy đón thương Tết. là thấy Tết thương mà lũ vâng. lượt chở vợ chở con chở mền chở mùng chở lo Đúng rồi. đi về quê, rồi ở dọc đường thì được mấy anh công an tiếp nước rồi khăn giấy rồi thấy dễ thương ghê đâu. Làm người nói một cách khác hơn nữa là ở đây nó có một cái tính cộng đồng rất là cao, cái xã hội Việt Nam mình là người dân với người dân, hoặc người dân với lại người mà làm cơ quan công quyền, mà khi mà ta họ tiếp tiếp dân nó có một cái đặc thù riêng, mẹ không, nó giống như kiểu ở Đắk Nông á, có mấy cô cảnh sát ra rồi đưa nước rồi đưa khăn rồi thay đổi nón bảo hiểm, mà nón bảo hiểm bị bể hay kia là làm liền, mà rất là hay rất là nhân văn. Cái điều đó nó cái hình ảnh nó đẹp lắm, nó không nó mình thấy đó, Đúng rồi. mình thấy mình ấm cúng đúng không, mà tao là người xa Đúng rồi. quê cho nên tao là người xa xứ, cho nên vì đó tao thấy mấy cảnh đó là tự tao nôn, con người tao nó nôn nao nó hậm hực. Ông mẹ tiên sư tại sao tao ơi, nhưng mà nói thì nói thôi, hoàn cảnh bắt buộc nó phải vậy thôi, phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà tao cũng đã nói về rồi, tao lại về Việt Nam bất cứ tháng nào là ngày đó tao đối với tao là Tết á. Kỳ này tao về là kỳ này tao về tao Tết tao trả thù luôn, tao đi tới nhà tụi bay rồi tao cào ra Như vậy là ta sẽ đi thăm từng nhà, đã luôn. sẽ vô thăm Đúng từng rồi, người đúng từ không? người luôn, mà thăm một người là về xa thấy mẹ, thăm từ người thôi thôi, thăm từ hai người thôi chứ nhiều quá chết á. Ok Ok con.